Xin chào các bạn. Trước khi vào video ngày hôm nay thì cho phép ký họa đường phố được gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Sau gần 7 tháng miệt mài cố gắng thì tuần vừa qua mình đã đạt 1.000 lượt sub. Mình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã đăng ký kênh, những người đã luôn ủng hộ và dõi theo kênh của mình trong thời gian vừa rồi. Để đáp lại cái tình cảm đó của mọi người thì trong thời gian tới thì ký họa đường phố sẽ tiếp tục ra những video hay hơn, chất lượng hơn để phục vụ các bạn. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ một con chó bulldog Anh Quốc, hay còn gọi theo tên tiếng Việt là chó bò Anh. Phương pháp dựng hình ngày hôm nay mình sử dụng đó là phương pháp kẻ ô. Phương pháp này thì mình cũng đã sử dụng khá nhiều trong các bức tranh vẽ động vật của mình. Thì cái nguyên tắc của nó chỉ đơn giản là các bạn sẽ kẻ những ô hình vuông và vẽ theo ảnh mẫu. Ô nào có cái gì thì các bạn vẽ cái đó. Ưu điểm của phương pháp này đó là giúp các bạn mới tập vẽ hoặc là những bạn không biết vẽ thì cũng đều có thể dựng được hình của con vật một cách rất đơn giản và chính xác các tỷ lệ. Tuy nhiên nó cũng có những cái nhược điểm. Đó chính là việc các bạn sẽ phải phụ thuộc vào ảnh mẫu, và nếu không có ảnh mẫu thì các bạn không vẽ được. Quá trình vẽ thì các bạn chú ý chúng ta chỉ vẽ những cái nét chính, những cái đường viền của hình vẽ. Cái cách vẽ thì các bạn vẽ làm sao cho cái nét bút nó đừng tì mạnh quá mà nó chỉ gần như lướt đi trên mặt giấy thôi. Và các bạn để nghiêng cái bút sát với mặt giấy. Vẽ như thế thì nó sẽ không bị hằn quá sâu. Một lưu ý nho nhỏ nữa là các bạn cũng đừng quá phụ thuộc vào cái hình vẽ gốc. Có nghĩa là trong quá trình vẽ thì các bạn không cần chi li đến mức là phải vẽ y hệt cái ô nào có cái gì vẽ cái đấy. Nhiều khi các bạn cứ vẽ thoải mái cái tay mình ra, cứ lướt tay đi và dự đoán trước những cái nét vẽ. Cũng không cần nhất thiết phải theo y chang như ảnh gốc. Việc vẽ bằng cái phương pháp này thì mình thấy mất thời gian nhất đó là quá trình kẻ ô các bạn. Chia ô ấy, cái thứ cái đấy nó mất thời gian rất nhiều. Như cách dựng hình bình thường bằng ba hình tròn chẳng hạn như mình hay thực hiện ấy, thì nó dễ hơn. Nhưng mà cái phương pháp đấy khó hơn ở cái giai đoạn sửa. Nếu bạn nào mà chưa có kiến thức về hội họa hoặc chưa quen tay ấy, thì cái quá trình sửa thì nó rất phức tạp. Làm sao để nó chuẩn được cái tỷ lệ thì nó khó. Nói chung là cái phương pháp kẻ ô này thì sẽ loại bỏ những cái nhược điểm đó. Các bạn có thể dựng hình nó rất chính xác về tỷ lệ. Sau khi vẽ xong các đường cơ bản, các đường viền thì các bạn chỉ cần xóa đi các ô. Sau khi dựng hình xong thì mình sẽ đến cái giai đoạn đánh chì. Giai đoạn đánh chì này thì mình sẽ thực hiện lần lượt từ bên phải qua bên trái, do mình thuận tay trái. Nếu bạn nào thuận tay phải thì hãy vẽ ngược lại. Cách vẽ này thì giúp cho cái tay của chúng ta không bị tì lên cái nét mà chúng ta vẽ rồi, thì nó sẽ bị mờ đi và chúng ta lại phải vẽ lại. Thì do đó ở trong cái bức tranh này thì mình sẽ bắt đầu từ cái đầu của con vật. Thì cơ bản là gần như mọi bộ phận thì mình sẽ đều đánh qua một lớp chì mỏng 3B. Thì cái độ dày mỏng của cái lớp chì này thì nó phụ thuộc vào sáng tối trên từng vị trí của con vật. Ví dụ như đối với một nếp nhăn chẳng hạn thì các bạn sẽ vẽ nó tối ở hai cái rìa của cái nếp nhăn, và ở giữa nếp nhăn thì các bạn đánh chì mỏng để cho nó sáng hơn. Như thế thì nó sẽ nổi bật lên các vị trí lồi lõm trên khuôn mặt của con vật. Và chúng ta cũng làm tương tự như vậy đối với phần thân của con chó. Về vẽ đôi mắt thì mình thực hiện khá đơn giản. Chó Bun Anh thì có một đôi mắt tròn to, và mình thực hiện chỉ đơn giản là tô đen cái vùng ở bên trong con mắt của nó. Xong sau đấy mình sẽ tô cái phần con người nó đậm hơn một tí là được. Các bạn nhớ chìa ra một chấm sáng ở trong con mắt để trông con mắt nó sẽ chân thực hơn. Sau đấy các bạn sẽ dùng bút chì đậm 8B, 6B hoặc đến 8B để chúng ta tô đậm những cái khu vực nó tối. Ví dụ như ở bên dưới tai này, bên trong miệng của con chó này thì nó sẽ có những cái khu vực đậm để chúng ta làm nổi bật cái
vị trí đấy lên, hoặc các vị trí khác như là ở dưới cổ chẳng hạn. Dưới cổ thì nó bị bóng của cái đầu nó che đi nên là nó sẽ tối ở cái phần xung quanh cổ. Ngoài ra thì còn một số vị trí tối trên cơ thể của con vật, đó là cái phần bụng, mặt trong của các chân, các chân khuất. Một việc rất quan trọng khác đó chính là cái việc di chỉ. Chúng ta sẽ sử dụng bút chì, giấy để chúng ta di chỉ. Về nguyên tắc thì các bạn di chỉ đều tay, không ấn mạnh quá, có thể gây ra những cái vết hằn rất khó để xóa. Các bạn cứ di đều tay và cũng xuôi theo chiều lông của con vật, xuôi từ trên xuống dưới theo chiều lông của con vật. Chú ý kết hợp với bút chì tẩy để chúng ta có thể vừa di chỉ, chúng ta vừa chỉnh sửa. Nhằm tăng độ chân thực cho bức tranh thì các bạn phải thực hiện thêm một khâu nữa, đó chính là khâu tỉa những cái sợi lông trên cơ thể của con chó. Thì như các bạn biết, cái loài chó này thì cái lợi lông nó vô cùng ngắn, do đó quá trình tỉa thì các bạn tỉa cái sợi lông nó ngắn thôi và nó xuôi theo chiều lông ở trên cơ thể con vật ngoài đời thực. Nó xuôi theo hướng nào thì các bạn tỉa đi như vậy. Nhớ là chỉ kéo những sợi ngắn. Đây mình đã rất chi tiết để mình làm cái việc đó, mất rất nhiều thời gian cho cái việc này, nhưng mà bù lại thì nó sẽ tạo được một cái hình ảnh, nó hình vẽ nó chân thực hơn. Đối với phần thân thì các bạn cũng thực hiện y như khi vẽ phần mặt. Tuy nhiên thì có một chút khác. Đó là khi vẽ phần thân thì mình sẽ sử dụng bút chì đậm 6B hoặc 8B để mình đánh. Thì quá trình đánh thì mình sẽ không vẽ chi tiết những cái sợi lông nhỏ như trên khuôn mặt, mà mình sẽ đánh những cái đường nét lớn để vẽ phần lông trên cơ thể, những cái nét ấn nó dày hơn, mạnh hơn. Về nguyên tắc thì các bạn vẫn đánh xuôi theo chiều lông trên cơ thể thực tế của con vật, thì các bạn có thể nhìn rõ cái hướng lông mình vẽ. Sau khi đánh xong thì cũng di chỉ các khu vực. Đối với cái việc tối sáng trên bộ lông này thì mình sẽ sử dụng cái tẩy gô 4B và mình vát nhọn cái đầu nó đi để mình tỉa thành những cái khu vực mà nó có lông trắng ấy, thì nó sẽ tạo cái cảm giác đấy là những cái khu vực có sợi lông nó màu trắng. Mọi thứ chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì video của mình hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Một lần nữa thì cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn. Cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của bạn trong cái thời gian qua. Thì cũng không biết nói gì hơn, thì cũng chỉ biết nói với các bạn rằng là từ nay mình sẽ cố gắng hơn nữa để xây dựng kênh, xây dựng thương hiệu, cho ra những video hay hơn nữa, phấn đấu để làm sao Ký Họa Đường Phố sẽ trở thành một kênh YouTube chuyên vẽ về động vật lớn nhất của Việt Nam. Mình cũng không giấu giếm ý định là sẽ vẽ động vật thật nhiều, thậm chí còn mong một ngày nào đó có thể thực hiện được
kỷ lục người vẽ tranh về động vật nhiều nhất Việt Nam. Hy vọng ngày đấy sẽ đến. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn rất nhiều một lần nữa. Nếu thấy video hay và bổ ích thì các bạn hãy cho mình một lượt like và đăng ký kênh để tiếp tục đón chờ những video tiếp theo của mình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.